Dương, Lương Thanh đi cùng Mỹ Lan, Huyền Trang tới Viện Hóa học để nhờ bạn của Mỹ Lan phân tích mẫu nước khoái. Tại đây, Dương tình cờ nhận ra ông Sáng trong bức ảnh treo ở phòng làm việc. Nhưng chưa kịp hỏi kỹ bạn của Lan về ông Sáng thì Dương và Lan lại nhận được điện thoại báo có án. Ông chủ nhà trọ đưa thợ sửa khóa đến một phòng trọ bị khóa trong. Khi mở ra, hai người phát hiện có người tử vong trong phòng, lập tức báo công an. Chủ nhà trọ khai với Cảnh và Dương rằng người tử vong tại phòng trọ là một người nghiện. Trước đây mấy ngày, ông gặp một thanh niên ăn mặc kiểu con nhà giàu đến đây tìm bạn, nhưng ông đuổi ra. Tuy nhiên, người này bịt kín nên khi Cảnh đưa ảnh của Cường ra, ông không nhận ra người đó có phải là Cường không. Tuyển và Tuấn phát hiện trong phòng trọ có hộp găng tay giống như loại mà hai kẻ đột nhập vào nhà ông Hoàng sử dụng. Đồ trang sức và đồng hồ khả năng cao cũng của ông Hoàng. Ngoài ra, công an còn phát hiện có truyện tranh. Tuy nhiên, Tuấn nhận thấy điểm lạ là trong phòng không hề có laptop hay máy tính, điện thoại cá nhân cũng mất tích. Cảnh kiểm tra hết khu vực này đều không có camera. Trước đó, Cường đã đến xóm trọ này đã tìm kiếm tên này nhưng không gặp được. Khi biết tin tên này chết, Cường sợ toát mồ hôi hột. Liệu người tử vong trong phòng trọ có đúng là người cùng Cường đột nhập vào nhà ông Hoàng? Cường sẽ sớm bị bắt.